chúc mừng năm mới các bạn ơi. Mình tên là Kazu của nhóm Double V. Tại chỗ vui lắm nha. Bây giờ mình ở đường Quán Phè nha. Là có sự kiện đặc biệt. Mình nhận ra là có quầy đặc biệt này. Kỷ lục gia thế giới. Trước khi ngày Tết này, có nhiều người biết cái gì ạ? Không biết chú này là nói thế nào ạ? Ở đây đang chú miễn phí nên mình được tặng một chữ nha. Là nếu được tặng chú này thì chắc chắn là mình có trải nghiệm đặc biệt nha. Ok, đi theo nha. Mình có muốn chữ gì không? Là bây giờ là 18 tuổi à? Là 3 năm 18 tuổi nhưng mà chưa có gia đình à? Chưa có gia đình. Ừ, nên bây giờ là sẽ có lại lại mỗi ngày là buồn nữa à, ở đây nhiều lắm đây. Anh đang đi kiếm em đấy, đi không đi chơi không? Đó cũng chưa có gia đình đi hả? Ừ. À. Ở sao ta vẫn trong là tìm tìm hiểu à, tìm học dẫn. Gặp được duyên may ok yeah, ok rồi. Cảm ơn. Thì bao nhiêu tuổi? Từ từ nhau cái đây nè, từ từ nhau hai anh em gì đó. Giống hả? Giống. Thế không phải. Nhưng mà anh không phải người Việt Nam. À không. Không. Nguyên nhà. À người Nhật. À. Có thể nói tiếng Việt Nam rành như vậy. Ôi, giỏi quá. Phải là nguyên nhà. À, anh là người Việt Nam nhưng mà không anh phải là nguyên nhà. Nguyên Nhật luôn. Trời ơi, nói chuyện Việt Nam, tiếng Việt Nam thì rất là hay. Ừ, biết hả? Người Nhật mà. Ủa hay quá giờ nhỉ. Trời ơi. Arigato. Arigato là tiếng Nhật. Ha ha, đẹp gái. Đó, đẹp gái. Đẹp gái quá. Đẹp gái đi. Đó, ok. Telephone. Số điện thoại. Đó. Ok. Đó luôn hả? Xong rồi. Chú viết là gặp được duyên may. Rồi bây giờ là sau khi viết và thăng rồi thì gặp được cô gái đẹp nha. Yeah. Yeah. Nên là xin lỗi mọi người, Kazu sẽ live rồi, sẽ kết hôn được nha. Năm 2021 là hạnh phúc nha. Vì là hôm nay là ngày 1 tháng 1 âm lịch nhé. Cho nên là Kazu sẽ tốt nghiệp một mình. Nếu mọi người rảnh thì hãy đến đường Quán Phè nhé. Là chắc chắn là mọi người cảm thấy vui được nhé. Và có nhiều trang trí. Nhưng mà hiện nay là hơi nguy hiểm nên phải cần đeo khẩu trang nhé. Và rửa tay nhiều lần nè. Chúc mừng năm mới các bạn ơi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Nếu thích video này thì like, share, subscribe nha. Chúc mừng năm mới và xin lỗi mọi người, Kazu sẽ kết hôn được nha. Yeah. Vì nhẹ nhớ
đâu, trao tay mình trong ký ức lừa đôi.